Hello mọi người, trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip rất là hấp dẫn để chia sẻ cho mọi người cùng xem nè. Mọi người thấy trái gì không? Đây là trái thơm nè mọi người. Trái khóm á, gọi là trái khóm á. Với một chén muối ớt. Đó. Mà thường thì ăn thơm thì phải gọt ra đúng không? Còn đây hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng xem một cái cách ăn rất là đặc biệt luôn. Đó, mình chỉ dùng tay mình tháo từng muối ăn thôi chứ không cần phải gọt dao nha mọi người. Mọi người cùng theo dõi nha. Rồi bây giờ mình tiến hành ăn nha mọi người. Đó, muốn ăn được cái trái thơm bằng tay thì đầu tiên nè, mình sẽ dằn cái cùi này ra nè. Đó, mọi người thấy không? Rất là hấp dẫn đúng không? Rất là ngọt mọi người. Chấm miếng muối ớt nha. Ngọt. À, chỗ này dai lắm. Đó mọi người thấy không? Mình bắt đầu ăn từ đây nè. Đó. Đó. Rất là ngon ngọt luôn. Ra từng muối gì nè mọi người. Mời mọi người nha. Mời mọi người cùng dùng với mình một muối nha. Ăn vậy rất là ngon luôn mọi người. Cách này là hồi nhỏ ở nhà mình có chăm khóm á, hay ăn á. Gọt ra nó sẽ không ngon hơn. Nó không. Gọt ra nó sẽ không ngon bằng mình ăn như vậy mọi người. Rất là ngọt luôn. Trái khóm này rất là ngọt luôn mọi người. Ở vùng mình bây giờ không có con trồng khóm nữa, hồi xưa còn phải giờ nuôi tôm nha mọi người. Khóm này mình mua ở ngoài Tắc Cậu nè. Bạn nào ở Kiên Giang chắc biết Tắc Cậu, khóm Tắc Cậu rất là nổi tiếng. Chấm muối ớt này ra hấp dẫn luôn mọi người. Cay cay ngọt ngọt. Rất là thơm. Các bạn hôm nào thử mua một trái khóm về ăn như thế này. Nó rất là hấp dẫn luôn mọi người. Cứ từ từ mà thưởng thức rất là hấp dẫn. Hồi nhỏ nhà mình còn trồng khóm đó, hay ra vườn ngồi trưa trưa ra vườn đem trái muối theo là ngồi ăn vậy nè, rất hấp dẫn á. Với mình còn ăn trái khóm non á mọi người, trái khóm mình nó mới mọc lên đó. Gọt ra ăn rất là ngon. Giờ muốn kiếm khóm đó là chỉ vô trong nhà vườn mới có thôi. Cái cậu hũ khóm á, đem nấu canh ăn cũng rất là ngon nha mọi người. Rất là ngọt luôn á. Có hấp dẫn luôn. Hôm nay mình định đi câu cá để chia sẻ cho mọi người cùng xem nữa mà kiếm không có mồi mọi người. Kiếm bắt ong mà không có ong cho nên là không có câu. Nên dẫn không làm gì, làm chia sẻ cho mọi người xem
ăn cái trái thơm bằng tay như thế này. Chảy nước ra rất là hấp dẫn luôn mọi người. Đó. Ồ, nước nó chảy kìa. Rất là hấp dẫn luôn. 3 miếng một lần luôn nha mọi người, 3 muối luôn nha, 3 mắt luôn. Cái này gọi là cái mắt á. Rất là ngon luôn. Dùng 4 mắt một lượt luôn nha mọi người. Rất là đã luôn. Cái này nãy phải mình đem đi ướp đá nữa, để trong nước đá cho nó lạnh nữa là rất là ngon luôn mọi người. Ra luôn cái mắt nó dai dai. Rất là ngon luôn. Đó. Nghe luôn cái mắt nó hơi dơ dai, nó ngon mọi người. Đó, nguyên miếng to luôn. Nào các bạn thử mua trái khóm này ăn như thế nào, rất là hấp dẫn luôn mọi người. Bạn cứ mua về ăn thử cho mình đi. Thấy là rất là hấp dẫn luôn. Rất chưa chưa buồn buồn á, ra ngồi trái khóm đi. Gỡ từng muối ăn rồi chấm ớt, ồ rất là đã luôn mọi người. Đó. Ăn cơm xong là còn cái cua là ngon nhất là cua trái khóm đó. Đó. Mình thấy hấp dẫn chưa? À. Mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Cái cua này rất là ngon luôn mọi người. Ăn khóm là mình thích nhất là ăn cái cua này. Rất là phơi luôn. Phơi nhất là cái cua khóm này mọi người. Mà mọi người cùng dùng nữa nha. Rất là ngon mọi người. Này rất là ngọt. Tháo cái gì còn cái cùi luôn. Ăn là ngon nhất cái cùi ạ.
Rất là ngon luôn. Mưa ớt rất là ngon mọi người. Đúng mọi người, đó là những gì mình muốn chia sẻ cho mọi người cùng xem giải trí ngày hôm nay. Mọi người xem clip thấy thú vị, nhớ để lại một like cũng như comment ý kiến của mọi người đóng góp bên dưới phần bình luận video. Cũng như đừng quên chia sẻ ủng hộ Quang Linh Vlog nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha. Bye bye.